Chiều nay, ngày 8 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tham dự có lãnh đạo một số địa phương tại các điểm cầu trực tuyến. Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng cho rằng, trước tình hình diễn biến phức tạp thì càng phải bình tĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý kiên quyết. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sáng nay, Bộ đã có buổi họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và Bộ đã đưa ra nhiều kiến nghị với thành phố. Theo đó, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh khá phức tạp. Do vậy, Bộ Y tế đã thành lập một bộ phận thường trực phòng chống dịch COVID-19 của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một số địa phương, nhất là các thành phố, chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm lây nhiễm, không chỉ vận động thực hiện nghiêm 5K mà còn yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm. Thủ tướng cho biết, các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các biện pháp đã thực hiện. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phải đều có giải pháp sáng tạo, quyết liệt như giãn cách xã hội một số khu vực cần thiết.